Dạ rồi thầy. Dạ rồi. 19 động tác rồi. Cô giáo chịu khó làm mấy buổi nha, mẹ làm cho cô hết giãn lấy mạch nha. Dạ. Giờ mới biết là bị tiền nhiều như vậy. Này, ở đây u nguyên cục luôn à. Đúng rồi. Nhai hả? Vẫn đang nhai hả? Thế thì không làm mặt không được đâu cô giáo ơi. Phải làm cả người cho cô rồi. Nhưng mà cũng hiểu được cái phương pháp nắng mặt là như thế nào. Có thể cho học biết là có một cái phương pháp chống dậy. Phải có thời gian để đấy chứ một vài buổi không thể nắng máy lên được. Nếu mà vấn đề mà về chèn các cái dây thần kinh bị đau thần kinh tọa đau lưng cuộc sống đó là lần đầu tiên thấy liền luôn. Nhưng mà để làm đẹp khuôn mặt đó, thì nó cần thời gian. Còn mà đau là thấy liền, mấy cái đau là đẹp đó. Nói chung có bệnh là thấy nó có tác dụng rất là nhanh. Mà làm đẹp khuôn mặt thì nó sẽ cần khoảng tầm 5 buổi trở lên. Xem mắt cho thằng cô nói là sau thứ tư á mà đang sẽ làm cho bé được. Mấy bạn có chịu nằm im cho làm không?